Dạ vâng, xin kính chào tất cả các bác đến với Tổng kho Nhật Bãi Văn Quân. Hôm nay em xin được xả kho toàn rất là nhiều. Vâng, xả kho rất là nhiều các cái mặt hàng bên kho của em nhé. Thì bác nào mà cần lấy gì thì cứ alo cho em. Đăng ký kênh để có những sản phẩm. Vâng, có những sản phẩm phù hợp với toàn thể gia đình của các bác có thể lựa chọn thoải mái. Hôm nay sẽ xả kho cho các bác bộ tăng đơ. Vâng, trước tiên là bộ tăng đơ các bác ạ. Và đây là xả kho tăng đơ này. Những bộ tăng đơ cắt tóc. Những bộ tăng đơ cắt tóc này là một chọn bộ như thế này các bác ơi. Đây là chọn bộ này. Đấy, chọn bộ của nó rất là nhiều thành phần đầy đủ hết này. Đấy. Dây sạc này. Còn dầu tra này. Đấy, một bộ nó đầy đủ luôn. Cho một bác chuyên cắt tóc gia đình hoặc là cắt tóc ở tiệm đều ok hết các bác nhá. Đây. Đây ạ. Cắt tóc này, cạo râu này đều có hết này. Một bộ rất là đẹp luôn, một bộ màu xanh à màu đen 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 đồng, vâng, một bộ đồng đen đồng. Rất là đầy đủ các bác nhá, cạo râu đây. Cạo râu đây các bác, cái vừa rồi là khoanh mũi, cạo râu đây. Đấy, các bác ấn là nó tự chạy, còn khi các bác cần thì các bác thay như thế này. Đấy, thay cái này cho em. Đấy. Rút ra và thay nhé các bác nhá, thay rút rồi đây. Rồi các bác thay cái này vào cho em. Đấy. Rất chất lượng luôn, cái này cắt rất là ngon. Đây phần tăng đơ cái tóc đây các bác nhá. Có hai cái. Đây có hai cái này đây. Các bác cắt vô tư. Một sản phẩm rất là ngon và đầy đủ luôn. Pin của nó là 1000 mAh. Rất được lâu luôn. Nếu mà các bác sử dụng liền thì họ được khoảng tầm 5 tiếng các bác lại sạc vào. Còn các bác ngày các bác sử dụng 1-2 lần thì các bác sử dụng được 5-6 ngày các bác nhé. Một bộ tăng đơ cắt tóc này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá xả kho. Xả kho nhá. Xả kho là 450k. Đây là bộ được xuất khẩu đi toàn bộ thế giới. Vâng, toàn bộ thế giới đấy ạ. Nước Mỹ này, xuất đi Mỹ này, Anh, Pháp, Đức, ở Nhật các bác nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Nhật và 450k xả kho các bác nhá. Tiếp đến là đống dây điện này các bác ơi. Các bác nào cần đống dây điện này thì cứ alo cho em. Đống dây điện của Made in Japan rất dài luôn này các bác này. Đây nhá. Vâng. Rất dài. Made in Japan toàn bộ luôn, cái này là Made in Japan toàn bộ luôn. Toàn là hàng dây điện ở Nhật luôn này. Dây này rất dài luôn này các bác này. Đây em xem những cái qua đoạn cái những cái ổ điện này. Có những ổ điện dây rất dài. Đây. Dài cả hàng mấy mét luôn các bác nhá. Như cái ổ này. Đấy, có những ổ 2 mét, có những ổ 5 mét, 1 mét này. 2 mét này. Ổ này khoảng tầm 5 mét các bác nhá. Ổ này tầm 5 mét. Đấy, cứ tính mét thôi các bác. Tính mét 5 mét ổ này. Đấy, một cái ổ này 5 mét thì nó khoảng tầm 150k một ổ nhá các bác nhá. Đấy. 150k một ổ này. 5 mét 150k một ổ đấy các bác nhá. Cứ 1 mét cứ tính theo mét thì các bác ạ. Vâng, 1 mét này là 30k. Đấy, 1 mét dây ổ điện này là 30k các bác nhá. Đấy, các bác nào mà cần ổ bằng nào mét thì các bác alo cho em. Như cái ổ này. Ổ này chắc được 2 mét, 2 mét thì 60k, rẻ chưa? Ổ điện Nhật thì các bác ạ. Ổ điện Nhật rất rẻ, Made in Japan. Đấy. Hàng chất lượng cực kỳ là chất lượng luôn. Các loại ổ này đều là xịn hết các bác nhá. Ổ đều xịn hết. Đấy.
Các bác nào mà cần những cái ổ điện này để nối dài dây điện ra để sử dụng thì các bác cứ alo cho em. 1 mét còn 1 mét của nó là 30k. Còn các bác cứ nhân số mét tính tiền. Tiếp đến là phần xả kho cho các bác là kia. Đây các bác này. Những cái máy này là máy sinh tố các bác nhá, chạy ngon trơn tru, rất là đầm chắc. Và những cái máy này là chạy vẫn còn ngon, rất ngon luôn mà bền luôn. Một cái máy sai sinh tố Nhật này gửi đến tất cả các bác với giá xả kho là 300k. Đây là các bác Nhật luôn này. Đấy. Máy sai sinh tố hàng Nhật này. 300k. Cái này các bác xay vô tư, xay bất cứ thứ gì cũng được. Vâng. Giò, chả, thịt đều ok hết các anh nhá. Rất là khỏe, máy rất khỏe luôn. Máy rất khỏe luôn. Có 300k một cái. Tiếp đến là nồi xả kho, nồi inox này. Nồi inox này xả kho cho các bác với giá là 400k một cái. Nồi áp suất này. Đấy, 400k một cái. Còn 3 cái này bằng gang. Các bác này các bác cho vào các bác ninh hầm cháo. Hai ông bà ăn được hay là các cháu bé ăn được. Đây. 400k một chiếc các bác nhá. Loại này cực kỳ là bền luôn. Vâng, rất là nhiều sản phẩm. Hôm nay em sẽ xả kho toàn bộ các cái sản phẩm ở này để các bác có thể sử dụng này. Bếp lẩu nướng này. Bếp lẩu nướng thì mùa này thì các bác dùng vô tư rồi. Và những cái bếp lẩu nướng của được bảo hành 2 năm của Đức. Sách hướng dẫn sử dụng. Bảo hành tại công ty của Việt Nam nhá các bác nhá. Các bác yên tâm, bảo hành đã có công ty Việt Nam lo rồi. Dây này. Rồi là đây là nắp mà dầu này. Đấy, hai ngăn này. Đây hai ngăn này. Hai ngăn lẩu này. Còn cái phần trên này là nướng này. Đấy. Còn đây là điều chỉnh nút nướng này. Đấy. Nướng lẩu này. Bên này là nướng này, bên này là lẩu này các bác nhá. Đấy. Rất chất lượng. Đấy, các bác dùng cái này vô tư đi. Một bếp vừa nướng vừa lẩu thanh lý. Vâng, thanh lý với giá là 410k. Thanh lý với 410k. Cái đợt công ty nó chưa thanh lý loại này bán là 720k các bác nhá. Đấy. Cái này là 720k này. Mà bây giờ công ty nó thanh lý rồi mà vẫn được bảo hành. Bảo hành công ty 2 năm mà được bán với giá là 410k giá xả kho thanh lý của công ty. Có ngon không ạ? Quá ngon đấy. Ngon bổ rẻ các bác nhá. Đấy, rất ngon bổ rẻ. Tiếp đến này xả kho cho các bác một cái nồi nữa này. Cái nồi áp suất này. Nồi áp suất Đức này các bác này. Đây các bác. Tiếp đến là xả kho cho các bác nồi áp suất Đức đấy. Nồi mới toanh toành toành luôn. Nồi áp suất này. Nồi này thì các bác có thể là ninh cháo, ninh cơm vô tư bằng dòng điện, bằng điện nhá. 220V. 220V. Mà nồi rất to và nồi rất xịn. Cái này bảo hành được 2 đến 3 năm đấy các bác ạ. Nồi áp suất này. Giá của một nồi này còn một cái nồi này thôi. Xả kho còn đúng một cái nồi này các bác nhá. Xả kho còn đúng một cái nồi này thôi. Nồi này là bán là nốt cái nồi này là không bán không còn đâu các bác. Xả kho với giá là 990k. Còn đúng một cái duy nhất. Xả kho xong cái nồi này là không bao giờ về nữa các bác. Đấy thì các bác nào cần cái nồi này thì alo cho em.
Nồi áp suất này các bác nấu cơm ninh xương vô tư, ninh gà, ninh quế vô tư luôn nhé. Nồi áp suất của Đức. Xả kho tiếp này. Đây rất là nhiều sản phẩm em xả kho nhé. Đây xả kho luôn cho các bác này. Để nắm đồ quá chặt các bác. Nắm đồ quá chặt. Xả kho luôn cho các bác. Đây cái ấm này. Ấm nước xả kho luôn. Xả kho tận gốc luôn các bác nhé. Ấm nước siêu tốc Đức. Ấm nước siêu tốc Đức. Xả kho cho các bác với giá là 360k. Đấy. Xả kho ấm siêu tốc Đức là 360k các bác nhé. Ấm này à, ấm này ấm Nhật, ấm của Nhật 360k bằng su inox 304. Vâng, ở đây là phần này là phần cường lực này. Đấy. Ấm này bảo hành cho các bác 3 năm. Bảo hành 3 năm tại công ty CK của Việt Nam nhá. Đấy. Ấm này ấm Nhật này, các bác này Japan Nhật này. Đấy. Bảo hành 3 năm. Ấm bảo hành 3 năm. Nguyên hộp, nguyên tem nguyên hộp. Nguyên tem nguyên hộp các bác nhá. Vâng, tiếp tục xả kho cho các bác luôn. Là máy sấy giày. Máy sấy giày các bác nhá. Xả kho cho các bác máy sấy giày. Xả kho luôn máy sấy giày. Các bác nào mà đi đạp xe mà giày nó bị chưa khô thì các bác lấy luôn cái máy sấy giày này. Đấy, cái mùa này mùa mưa chuẩn bị đến rồi các bác ạ. Mùa mưa chuẩn bị đến rồi thì các bác sử dụng cái máy sấy giày này nhá. Máy sấy giày cái giày Nhật này nhá, mới toanh ở siêu thị ra nhá. Vâng, khi mà đạp xe này, đạp thể dục về mà giày nó chưa khô mà các bác cần giày mùa đông này để sấy ấy, để đi chân ấm ấy, thì các bác sử dụng máy sấy giày này xả kho với giá là 300k. Loại này là loại xịn, máy sấy giày loại xịn nhá. Đấy. Bảo hành máy sấy giày này 2 tháng. Vâng. Bảo hành 2 tháng. 2 tháng được bảo hành cho các bác, 3 tháng cũng được. Vô tư đi các bác nhá. Đấy. Tiếp đến này. Tiếp đến là xả kho cho các bác một chiếc bếp nướng mùa đông nữa này. Chiếc bếp nướng mùa đông xe lạnh này. Các bác nào mà cần bếp nướng mùa đông xe lạnh thì cứ alo cho em nhá. Cái này thì các bác có thể là tụ họp ngồi gia đình ăn nướng này. Ăn nướng ngon tuyệt vời này. Đấy, ăn nướng ngon tuyệt vời này. Các bác cho mua một ít bơ ở chợ và về này. Các bác trà lên đây này, các bác nướng cho đồ ăn vào, ướp gia vị nướng nhá. Đây này, Germany Đức này các bác này. Bếp nướng của Đức đây này, các bác này. Đấy, bếp nướng của Đức, thương hiệu của Đức này. Bảo hành của CK Việt Nam nhá, công ty CK Việt Nam nhá. Công ty rất là tuyệt vời luôn. Bảo hành bếp nướng này, đây em xem nó bảo họ bảo hành cho các bác 2 năm nhá. Bảo hành cái bếp nướng này 2 năm. Mà giá xả kho cái bếp nướng này chất lượng vô cùng, bằng điện các bác nhá, nướng bằng điện đấy các bác ạ. Các bác nướng bằng điện cho nó ngon, cho nó không bị khói, không bị than giếc gì cả, ngồi rất là tiện lợi, các bác ngồi trong chiếu các bác nướng được. Đấy. Có cả cái phần đựng mỡ đây, hứng mỡ ở đây. Đấy. Sau đó các bác bật chế độ nướng đây. Đấy. Giá xả kho thanh lý cái này là bếp nướng này là giá xả kho thanh lý 580k các bác nhá. Cái này mà các bác mua ở ngoài nói chung là ngoài cũng có, nhưng mà nó không có giá xả kho thanh lý rẻ cho các bác đâu. Cái này mà mua ở ngoài thì chắc phải rơi khoảng tầm 850 đến 1 triệu đấy ạ. 1 triệu này, 850 này, 950, 1 triệu đấy là giá ở ngoài. Có các bác thì bán, bên em bán xả kho thôi. Xả kho cho công ty là 580k nha các bác nhá. Cái này to đấy, vậy em đo cho các bác luôn nhá. Em đo để các bác có thể là xem luôn cái bếp này. Đây. Đây em lấy thước Nhật em đo nhá. Em lấy cái thước Nhật em đo. Cái này là 35.
35 phân, gần 35 phân. Đây cái bột bề nướng này, 35 này. Đấy. 35 này, nó khoảng tầm 43 phân chiều dài. Và cái bề ngang này phần to nhất của nó là 30 phân nhá, thoải mái. Ui các bác ơi, thoải mái luôn đi. Cái bếp này các bác nướng này, 1 2 5 người, 5 6 người ăn. 5 6 người ăn kể cả trẻ con các bác nhá. Đấy, 5 6 người ăn thoải mái, 6 người ăn. 6 người lớn và 2 trẻ con các bác ăn cái bếp nướng này là thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, rất chất lượng luôn các bác nhá. Tiếp đến xả kho này. Xả kho cho các bác. Cái này là máy sấy quần áo nhá. Máy sấy quần áo của cũng ở CK luôn này, bảo hành 1 năm này các bác này. Đây các bác cứ mắc cái quần áo như thế này là các bác sấy này. Các bác cũng sấy là này, đấy. Cái là sấy này. Đây, dòng điện 220 đến 240 này. Gập gọn dễ dàng này, khay chứa nước, bàn chải, công tắc. Đây là bàn là hơi nước các bác, bàn là hơi nước nhá. Cái này là bàn là hơi nước. Cái này là thanh lý cho các bác với giá là thanh lý 300k. Thanh lý 300k. Thanh lý xả kho 300k các bác nhá. Thanh lý hết. Vâng. Hôm nay thì em thanh lý cho các bác luôn. Đấy, thanh lý cho các bác với giá là 300k. Tiếp đến là nồi cơm điện. Vâng. Thanh lý nồi cơm điện và chảo này. Chảo, vâng, cái chiếc chảo này, chảo đá này. Chảo đá Nhật nhá, các bác nhá. Chảo đá Nhật này. To bề rộng nó khoảng tầm cái này nó khoảng tầm 33 phân. Đấy, đây em đo luôn nhá. Đo luôn để các bác xem luôn. Cái này là 33 và chiều sâu của nó đây ạ, chiều sâu của nó là 100 là 10 phân. 33 phân và 10 phân. Vâng. Cái đáy của nó đây các anh nhá, cái đáy của nó đây. Đáy của nó là 19 phân, rất là bằng nhá. Cái này các bác sử dụng bếp từ thoải mái nhá. Cái này là các bác sử dụng bếp từ, bếp điện thoải mái này. Bếp từ, bếp điện rồi bếp ga thoải mái luôn. Vâng, cái này thì bên em thanh lý cho các bác với giá là 330k, số đẹp nhá. 330k cho các bác nhá. Chảo đá còn một chiếc, cái này còn mỗi chiếc. Thanh lý cho các bác còn mỗi chiếc này. Rồi là thanh lý xong là em không bán chảo này nữa. Tiếp đến thanh lý cho các bác này. Thanh lý cho các bác đây cái cục đổi nguồn. Cục đổi nguồn này bác nào chưa có cục đổi nguồn từ 220 xuống 110 thì cái này với giá cái này là 450k. 450k loại xịn nhá. Nồi cơm điện này. Thanh lý luôn cho các bác loại nồi cơm điện ngon nhất Nhật Bản luôn. Nồi cơm điện ngon. Ngon xịn. Bền. Hai bi. Rất là ngon xịn. Nồi cơm điện này bên em thanh lý với giá là 2 bi này. Thanh lý với giá là 1.950k. 1.950k một chiếc nồi này nha các bác nha. 1.950k nồi 1 lít. Cái này là được 3 bát gạo nha các bác nha. 3 bát gạo. Vâng. Loại này thì nấu cơm là ngon nhất thế giới rồi các bác ạ. Nấu cơm ngon nhất thế giới. Bởi vì đây là nồi của người Nhật Bản. Người ta thiết kế công dụng của nó là rất là tốt luôn. Cái này sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy, Nhật Bản. Cái này sản xuất tại Nhật Bản các bác nhá. Tiếp đến là nồi Tiger.
Này Tiger nồi cơm Tiger Nhật Bản thanh lý với giá là 1.950.000 các bác nhá. Đấy, đều là nồi ngon hết các bác. Isuri nồi màu bạc nhá. Nồi màu bạc này. Cái này nồi màu này là màu xám này, màu đen này. Rất đẹp luôn này. Đều nồi đẹp hết. Cái này đều được 3 bát gạo các bác nhá. Sản xuất tại Nhật Bản. Thanh lý 1.950.000. Hết giá luôn, chuẩn giá luôn, không còn thanh lý giảm giá nữa. Vâng. Các bác mua cái nồi ở ngoài cũng hai nồi các công ty khác sản xuất nhưng không phải là Nhật Bản sản xuất thì nó cũng phải rơi vào tầm 3 triệu rồi. Thì cái này thanh lý toàn nồi xịn, toàn nồi cơm xịn của Nhật ấy. Toàn nồi cơm xịn của Nhật và những cái nồi này nấu cơm thì nổi tiếng thế giới rồi các bác nhá. Nấu cơm cực kỳ nổi tiếng thế giới rồi. Đấy, cho nên là các bác sử dụng cái nồi này thì cực kỳ là bền, nấu cơm cực kỳ là ngon. Các bác ủ cơm mấy hai ngày được, vẫn nóng, vẫn ngon các bác nhá. Rất là nhiều sản phẩm xả kho. Tiếp đến này. Xả kho cho các bác luôn cái máy ấy luôn. Máy sấy, vâng, máy sấy xả kho cho các bác với giá là 400.000 máy có sấy của Đức nhá. Máy sấy ấm ấy, vâng. Máy sấy ấm của Đức cũng xả kho luôn. Đấy là giá xả kho đấy các bạn. Máy sấy đấy nó đang, nếu mà không phải giá xả kho thì đắt lắm. Giày dép da có hết. Vâng, giày dép da có hết các bác nhá. Rất là nhiều sản phẩm. Đấy thì các bác nào cần gì thì cứ alo cho em. Cần gì thì alo cho em để em gửi hàng nhá. Đấy, rất là nhiều sản phẩm giới thiệu đến tất cả các bác ạ. Các bác cần gì cứ alo cho em ạ. Vâng. Hôm nay xả kho đến đây là kết thúc và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác.